Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tự thiết kế một cái các cái đèn ở trong các cái hộp tủ. Ở đây là tủ bếp, rất đơn giản thôi, không không phải cầu kỳ và không phức tạp. Thì để mà làm được cái đấy thì mình cần các cái dụng cụ sau. Thứ nhất là cái công tắc hành trình, mình cần công tắc hành trình này để bật tắt khi mà đóng mở cánh cửa, chứ không phải lúc nào nó cũng đèn cũng sáng như thế, là cũng không chuẩn. Thì mình phải dùng cái công tắc hành trình này. Đây, công tắc này thì mua rẻ thôi, mấy nghìn thôi. Tiếp theo là những cái thanh led này, 12V, led 12V, hoặc các bạn có thể mua những cái dây led tùy đều được hết. Đấy. Và mình cần một bộ nguồn 12V để nuôi các cái đèn led này, để thắp sáng các cái đèn led này. Tùy các bạn, ví dụ như các bạn dùng led 12V thì phải cần bộ nguồn 12V, mà led 24V thì phải cần cái nguồn 24V, thì tùy các bạn. Thì bộ nguồn ở đây thì mình sẽ tận dụng cái nguồn PC cũ, như các video trước mình đã hướng dẫn cách để làm một cái bộ nguồn 12V từ các cái bộ nguồn PC cũ. Ok, đây các bạn nhìn cái tủ của mình này, khi mà đóng vào thì đèn sẽ tắt và khi mở cánh ra thì đèn sẽ sáng. Đấy, hiện tại thì mình đã làm sẵn rồi, chứ mình không thể vừa thi công vừa 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 quay video được, nên là mình làm sẵn rồi. Cái này nó cũng đơn giản thôi, mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái cách đấu thiết kế dán led liếc như thế nào, thì mình sẽ giới thiệu chi tiết, chứ còn quá trình thi công thì mình không thể mình quay video được, nên các bạn thông cảm. Ok, thì trước khi mà mình giới thiệu ấy, thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé, để được xem những video tiếp theo. Ok, bây giờ mình sẽ đi giới thiệu với các bạn cái cách mà để lắp các cái đèn trong các cái hộp tủ này, tủ bếp, tủ quần áo, tủ giày, đại loại là hôm nay mình sẽ giới thiệu hết. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi từ đầu, là mình sẽ giới thiệu cái bộ nguồn trước nhé. Đầu tiên là mình phải cần một cái nguồn nuôi nó. Đây, bộ nguồn mình bố trí ở cái khoang này. Thì đây là một cái nguồn máy tính cũ. Mình đã độ nó để cho nó ra điện 12V. Đây. Đầu ra đây. 12V. Được dẫn đi khắp các cái ngăn tủ bằng cái dây này. Xem này. Đây là bộ nguồn. Các bạn có thể tìm lại video trước của mình để tự làm một cái bộ nguồn 12V cho từ cái các cái nguồn PC cũ nhé. Ok. Thì khi mà nguồn đầu ra, tức là cái nguồn này lúc nào cũng có điện nhé. Đấy. Thì cái nguồn này thì lúc nào cũng phải cắm điện để nó luôn luôn nuôi có điện cấp cho đèn led. Đây, nguồn đấy thì mình cắm điện đây. Ngày xưa mình khi mà thi công làm nhà này, mình đã thiết kế một cái ổ cắm dưới này để một là cho cái máy lọc nước, và nguồn của mình cắm luôn đây. Ok, đầu tiên mình sẽ đi từ cái khoang này trước đi. Thì đây cái công tắc hành trình mình gắn nó ở trên này. Đây, công tắc hành trình đây. Cái nguyên lý hoạt động của nó cũng đơn giản, nó không có gì phức tạp cả. Thì như các bạn biết là nó có ba cực. Đấy, nó có ba cực.
thì khi mà mở như này thì sẽ có hai cực đóng, thì các bạn dò xem là hai cực nào là hai cực đóng thì mình đấu dây vào đấy. Và khi công tắc hành trình khép lại như này thì hai cực đóng của này nó sẽ ngắt đi và nó đóng hai cực khác, thì mình chỉ cần lấy hai cực thôi, mình sẽ đo là lấy hai cái cực, mình đổ hai cực đây, ví dụ như là cái này của mình chỉ lấy hai cực của nó lên thôi, nó là chỉ là công tắc thôi, mà bản chất nó chỉ là công tắc thôi đấy. Sau đó mình gắn vào đây, gắn lên cái thành này đấy, và đây là cái giải led của mình, giải led đây, mình dán cái giải led vào đây đấy, trong cái khoang này. Các bạn chú ý là nên dán ở cái thành này nhé, thì nó đỡ bị chói mắt, chứ các bạn đừng khi mà mở cửa tủ ra đừng có dán ở cái những cái điểm như thế này, điểm như thế này. Đấy, không nên dán những cái điểm đấy, thì mình mở cánh tủ ra thì led này nó sẽ đập màu mắt này, nó sẽ rất là chói. Thì mình tốt nhất là mình dán ở cái thành mà cùng hướng với cả cái mắt của mình thì nó không bị chói, khi mở ra mình không bị chói nhưng vẫn soi được ánh sáng ở trong cái khoang này. Đấy. Thực ra ban ngày nó ra tối này thôi, nhưng mà buổi tối khi mà có điện thì nó rất là sáng đấy. Nhiều lúc ví dụ như là buổi tối đói chẳng hạn, đây là cái ngăn chứa đồ ăn của nhà mình đồ ăn vặt, buổi tối đói chẳng hạn thì lại ra bật hết các đèn lên thì ảnh hưởng đến người khác, thì bật những cái này rất là tiện. Và khi nấu nướng các thứ mình lấy đồ ở trong cái ngăn này rất là tiện, rất là sáng, nhìn rất là rõ. Các bạn mà thiết kế cho cái tủ bếp nhà mình có đầy đủ ánh sáng như này thì đảm bảo là vợ các bạn sẽ yêu các bạn hơn. Chèn rõ tí. Ok bạn, đây bây giờ mình sẽ thử đóng cái cánh vào, nó sẽ tự động nó tắt. Đấy, các bạn nghe tiếng cạch không? À, dưới này nó đã đóng vào. Ok, sang ngăn thứ hai. À, mình có một cái lưu ý nữa. Một cái lưu ý các bạn là mình nên lắp cái công tắc ở phía mặt trên này, chứ đừng lắp ở cái đáy này. Ngày trước mình đã đây, cái vết này là vết mình lắp ở dưới đáy đây. Mình lắp dưới đáy, nhưng mà nhiều khi mình lấy đồ thứ nó cọ vào thì nó làm cong hoặc là vỡ cái công tắc, gãy công tắc. Đặc biệt là cái bọn trẻ con mình nó lấy đồ đấy đặt, nó không để ý là nó hay bị vỡ. Thật ra là mình đã chuyển lên cái thành trên này, thì thành trên này nó sẽ đảm bảo là ít vướng hơn. Tất nhiên là có vướng nhưng mà sẽ ít hơn, vướng hơn ở dưới. Một lưu ý ở đấy thế thôi. Đây, còn đối với cái ngăn này thì ở phía trên này mình không thể bắt được, đâm ra là mình bắt buộc vẫn phải giữ ở cái dưới này. Đấy, vẫn là giữ ở dưới này. Thì các bạn chú ý thì khi mà dây nguồn đi ra thì sẽ có một cực đấu thẳng, mình sẽ đấu thẳng vào led luôn. Đây là dây nguồn đi ra này, dây nguồn vào lại, dây nguồn nuôi led ấy. Thì một cực mình sẽ đấu thẳng vào led luôn. Mình thi đấu cực nào cũng được, tốt nhất là đấu cực âm. Và còn một cực còn lại, một cực dương thì sẽ đi ra công tắc, đi ra công tắc, sau đó từ công tắc sẽ vòng lên cái cực còn lại của led. Đây. Đấy, trong này quay nó hơi khó một chút, các bạn thông cảm. Đấy, thì ở đây cũng thế. Đấy. Do cái khoang tủ này mình có hai cánh, thì mình có hai cánh rộng này, thì bắt buộc mình phải làm hai công tắc. Đấy, bắt buộc mình phải làm hai công tắc hai bên và chia ra hai cái led độc lập nhau, hai giải led độc lập nhau. Đấy. Chứ không đấu chung. Đấy. Khi mà mình mở cánh nào thì led bên cánh đấy nó sẽ sáng, hoặc tùy các bạn có thể nối dài cả hai cái thanh led này suốt cả một cái khoang tủ này, để khi mà mở một cánh thì tất cả các
trong tủ này đều sạc. Thì ở đây mình không cần thiết, mình chỉ đấu mình chỉ cần đoạn là cho một nửa ngăn tủ, thì khi mở cánh bên nào thì đèn bên đấy sẽ sáng. Thì bản chất là mình mở cánh bên đấy, mình lấy đồ bên đấy thì mình chỉ cần độ sáng của cái phần bên đấy thôi, chứ còn cái cánh bên còn lại thì mình không lấy đồ thì mình chẳng cần. Khi mà ví dụ mình muốn lấy cả hai đồ thì mở cả hai cánh ra thì tất cả hai đèn đều sáng thôi. Ok, mình đóng lại cho các bạn xem. Thì cái cánh tủ nó sẽ đè vào cái đường dây của cái công tắc hành trình và nó sẽ ở đâu nhỉ? Có nhỉ? Đấy, nó đè vào là nó sẽ đóng điện này. Trong đồ tương tự như lại thế thôi. Các bạn nghe thấy tiếng tạch cái đó, nghĩa là nó đã vào rồi. Đấy. Ok. Ở đây có một cái ngăn kéo thì mình chưa làm. Mình chưa làm. Thích thì gắn vào cái công tắc ở trên thành này thôi. Nó cũng đơn giản, không phức tạp, nhưng mà mình đang lười mình chưa làm. Ok, tiếp theo là cái ngăn này. Đây, mình cũng có một cái công tắc đặt ở đây. Đấy. Trong khoang của cái bếp từ treo nổi nhiều xong chẳng không này, đúng cùng. Đây thì test ở đây. Mình test ở đây. Mình lắp hết cả cái khoang này cho nó sáng đủ cả khoang luôn. Mở cửa, mở cánh ra cái là chỗ nào nó cũng sáng. Lấy đồ đấy đạc cái thứ trong này nó cũng nhìn nó rõ hơn. Nói chung là khi mà mình làm xong cái đèn này thì vợ mình rất là thích, rất là ưng ý. Thì khi mà mỗi lần chui vào đây lấy đồ thứ thì nó sáng xuống. Ok. Đấy, cách cái bản lề hít của mình này đây dùng lâu rồi nên là nó cũng không được chuẩn. Tiếp theo là cái ngăn dao dựa đây. Đấy. Mình cũng làm cái công tắc ở trên này. Đấy. LED dán luôn trên này, hắt xuống. Đấy, khi mà đóng vào thì cái thanh nó sẽ đè vào cái công tắc này. Mình diễn cho các bạn xem. Đấy. Đây mình có cái dây trượt tự hít vào. Rất là sướng, mình rất khoái cái dây này. Chỉ cần đẩy nhẹ cái là tự nó hít vào. Đấy. Nó giảm chấn luôn, là mình chứ không phải đẩy phát nó đập sầm cái. Ok. Đấy là cái các cái tủ bếp của mình. Có cái đèn trong cái ngăn tủ bếp ở phía dưới. Còn ngăn phía trên này thì mình không làm. Nói chung là cũng lười. Ta làm được mà căn bản là ở trên đấy nó cũng, mình cũng ít dùng, ít mở ra lấy đồ đạc ở trên đấy, nó không phải những cái đồ đạc thường xuyên, lâu lâu mới lấy, nên là không cần thiết phải lắp ở ngăn ở phía trên. Ok, đây mình giới thiệu thêm một cái nữa là cái hắt của cái hắt để cho cái khoang ở dưới này nó sáng, để còn đồ đạc chế biến cái thứ nó rất sáng. Thì mình cũng lắp các cái thanh led này thôi. Led này là led 24V, rất là sáng. Trên này mình lắp hai led 24V. Mà công tắc thì mình đấu thẳng luôn vào cái công tắc đèn của cái máy hút mùi này. Đây là cái công tắc đèn của máy hút mùi mình. Thì dùng lâu quá nó mờ các cái biểu tượng rồi. Đây là công tắc đèn, đây là công tắc hút mùi cấp độ 1, 2, 3. Đấy. Đây thì mình đấu chung luôn công tắc, khi mà ví dụ mà bật công tắc đèn của hút mùi thì cái led này nó sẽ sáng luôn. Đây các bạn nhìn này, sáng cả một khu luôn.
chị em làm nấu ăn các thứ ở đây sáng tưng bừng, rất là khoái. Thế ở đây mình trên cái phần này thì mình dùng cái led 24V thì đây các bạn xem cái led 24V này. Đấy. Led này thì nó đắt hơn cái led kia một chút, không phải một chút mà đắt hơn rất nhiều đấy, tại vì một là nó mình nhìn cái độ hoàn thiện của nó, các cái mắt led nó hàn rất là trông rất là chất, cái này là made in Korea, và ngoài ra nó còn có cái một cái vỏ mica nó bọc ở ngoài để ngăn nước. Thì ở đây nó căn bản nó gần cái khoang rửa rau để riêng rồi đó. Đây mình có đặt cái nồi cơm điện ở đây, thì khi nấu cơm thì hơi nước nó bốc lên ấy. Thì nếu mà dùng cái led trần thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ đọng hơi nước và nó gây chập. Thì ở đây nó có thêm mình lắp cái này. Thì cái đèn led này là chạy 24V. Led này đây các bạn để ý, made in Korea, nhìn nó hoàn thiện rất là tinh tế, thanh nhôm toàn nhiệt. Thì cái led này là mình có thể cắt được từng đoạn 10 phân này. Chứ cái led của Trung Quốc kia thì một đoạn nó cắt 3 led, một đoạn là 3 led, một đoạn là 6 led 10 phân. Đây thì cũng nhân tiện video này cũng cảm ơn anh Tuấn, một người bạn đã tặng cho mình những cái thanh led này. Anh ấy có một cái công ty chuyên cung cấp những cái thiết bị điện đóm này, thi công cho các khách sạn đồ đạc rất là xịn. Cũng chưa có dịp cảm ơn anh ấy, thì nhân tiện trong video này thì cũng gửi lời cảm ơn anh Tuấn, anh đã tài trợ cho những cái đèn led, những cái thanh led này rất là tốt, mình rất là ưng ý. Không biết anh Tuấn anh có xem được video này không, thì nếu anh xem được thì anh nhớ đăng ký kênh của em nhá. Ok, thì ở đây để đấu vào luôn cái công tắc của cái máy hút mùi này thì làm thế nào. Thì các bạn để ý này, thì ở cái máy hút mùi thì máy nào nó cũng có đèn sẵn của nó đấy. Đấy, công tắc đèn và đèn sẵn của nó đây, cái đèn sẵn của nó đây, đèn sẵn nó mình tháo ra nhá, nó là thủy tinh, mình tháo ra nó vô tình nó rơi mất, nó vỡ mất, thế là mình tháo luôn cả hai bóng này, mình chả cần dùng nữa, bật cái kia là nó sáng đủ. Đây, mình mở ra cho các bạn xem. Đấy thì để đấu vào đấy thì như nào, đây các bạn để ý này, hơi tối một chút, đây nó có hai cái đuôi để gắn đèn này. Đấy, hai cái đuôi để gắn đèn thì mình sẽ câu luôn nguồn để nuôi cái led kia của mình từ hai cái đuôi này, thì đỡ phải đấu điếc ở đâu, không phải chích ở công tắc công tiếc này. Bật công tắc này có nghĩa là đuôi này nó sẽ cấp điện cho đuôi này, thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ cấp điện cho cái nguồn của mình. Đây cái dây của mình luồn ở trên xuống này. Đấy mình đấu thẳng luôn vào cái đuôi này. Đấy, khi mà mình bật tắt công tắc ở trên này thì cái đèn kia nó cũng bật theo thôi. Đấy. Ô, cái này nó bị lởm quá nhỉ, cái này mà bấm nhiều quá nó bị tèn rồi, tháo ra mình thay lại cái công tắc này. Ok, thì đây dây nguồn mình đấu ở đây thì mình dẫn lên trên đây. Đấy, ở trên này nó có một cái trên này đồ đạc cũng nhiều lắm. Đấy, cái dây nguồn nó sẽ để có wifi trên này. Đấy, dây nguồn này nó sẽ lên và nó nuôi cục nguồn này. Đây là cái cục nguồn cho cái led 24V này. Đấy, các bạn để ý 100W 24V. Nguồn này là nguồn của Manuel. Nguồn này rất xịn đấy. IP67 đấy. Tiêu chuẩn IP67. Đấy, các bạn này, IP67 này. Chống nước. Vứt vào nước vẫn chạy. Đấy, nguồn của anh Tuấn anh tài trợ là rất là tốt. Đấy. Đấy, thì cái dây đó lên thì sẽ nuôi nguồn cho cái nguồn này, khi mình bật công tắc thì có nghĩa là cái nguồn này có đèn, có điện. Đấy, sau đó thì đầu ra của nó đây, nhưng mình lại xuyên xuống đây. Đấy, các bạn để ý này, đầu ra 24V này, xuyên xuống đây. Đấy, đấu vào led đây. Đầu này mình cũng chích một điểm nữa đây,
rồi đấy. À, đây là đây, sau là cứ nối tiếp thôi, nối tiếp nhá. Đấy. Led này rất là xịn đấy. Cái này tiêu chuẩn không chống nước, không phải là IP67 nhưng cũng chống nước khá ổn. Căn bản là gần chậu đây này, rửa rau rửa riếc đôi khi nó bắn lên. Đấy, ok, sáng cả một vùng bầu trời luôn. Vợ mình cũng rất thích cái này, bạn bè đến chơi cũng rất ưng ý cái hệ thống đèn này của mình. À, nhân tiện mình giới thiệu luôn, đây có một cái đèn nữa rất là hay. Để mình tắt cái đèn này đi. Giới thiệu cho mình cái đèn này. Đây cũng là một cái đèn LED. Như các bạn có biết là nó hoạt động kiểu nào? Đây nó có cái sensor này. Đấy, đèn này. Đấy, khi gạt tay vào nó sáng, thấy không? Đấy, khi gạt tay lần nữa là nó lại tắt. Các bạn thấy được không? Đấy. Đây giải quyết cục bộ, ví dụ như là mình chỉ làm việc ở cái vùng rửa rau rửa bát này thì mình sử dụng luôn cái LED này. Đấy, rất là tiện. Đang ướt, ví dụ đang ướt xà phòng mình không thể đưa vào công tắc để mình bấm được, mình chỉ cần gạt này nó sáng. Đấy, sau này gạt đèn thật. Các bạn thấy được không? Cái LED này của hãng gì nhỉ? Carini, đúng rồi, Carini của Trung Quốc ạ. Một cái hãng chuyên sản xuất đồ nhà bếp rất là nổi tiếng, đồ cũng rất là chất. Đây, LED này. Đấy. Ok các bạn, thì đây là cái hệ thống LED của tủ bếp. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn là mình nói thêm một cái hạn chế của cái này, đó là cái hệ thống này thì lúc nào nguồn này cũng hoạt động. Đấy, thì như thế là nó cũng có một cái hạn chế là lúc nào nó cũng hoạt động, điện lúc nào cũng mất. Tuy nhiên là cái nguồn nuôi nó cũng không tốn nhiều điện lắm, nhưng mà nguồn lúc nào nó cũng chạy. Thì một là nguồn nó không bền, hai là nó không an toàn đảm bảo khi mà mình không có nhà, chẳng nhẽ lúc nào cũng dọc cầu ra. Đấy, thì các bạn cũng có thể là tự thiết kế cho mình các cái công tắc này, các cái cánh này, có thể không làm công tắc để cấp điện ra đèn LED nữa, mà làm công tắc để mà bật cái nguồn này. Đấy, tức là khi điện lưới đầu vào thì qua công tắc này trước, sau đó mới đến cái nguồn kia. Thì làm như thế thì nó cũng có một cái dở, đó là nếu mà một bên bật, tức là mình chỉ cần mở một cánh ra ấy, thì gần như tất cả hệ thống nó sáng, các cái ngăn tủ khác mình không mở mà nó cũng sáng. Đấy là một cái hạn chế của nó. Một cái hạn chế nữa là cái điện mà 220V là đấu thẳng ra đây thì nó cũng không an toàn lắm. Thế đâm ra là mình bỏ cái phương án đấy. Đấy, mình không làm như thế thì chấp nhận là nguồn vào nó cũng chạy rồi. Đấy. Có một cái phương án nữa thì các bạn có thể là dùng hai cái công tắc hành trình này cho hai việc khác nhau. Đấy. Một là công tắc cho 220 để bật cái nguồn. Một công tắc nữa là để cấp nguồn 12V cho các đèn LED. Đấy, thì mỗi một cái cánh tủ lại bố trí hai cái công tắc như vậy thì nó cũng giải quyết được cái bài toán đấy. Nhưng mà làm như thế thì nó hơi rườm rà phức tạp rồi. Rằng thôi, mình chấp nhận cho nguồn nó chạy 24/24. Ok. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn là cái tủ quần áo của mình. Cái tủ giày của mình thì mình lại đấu cấp nguồn đây. Tủ giày của mình thì mình lại đấu dùng công tắc để bật tắt nguồn 220. Đấy. Bật tắt nguồn 220 chứ không công tắc cho 12V nữa. Thì đây. Đấy. Đây mình cấp mà công tắc này là đóng mở nguồn 220 nhá. Nhưng mà mình chỉ đấu cho cái dây mát ra công tắc thôi.
chứ còn không đấu dây lửa ra công tắc. Cái này thì bạn các bạn có thể là tự đo tự kiểm tra được. Thế nhưng mà nếu như mà ở cái công tắc tổng ở ngoài mà điện nó đảo chiều thì cái này nó cũng đảo chiều vậy, thì nó lại chuyển thành dây lửa ở đây chứ không phải dây mát. Nhưng mà nói chung là cái việc đảo chiều bên ngoài cái nó ít lắm, tại vì mình để ý ở cái tủ điện ở ngoài là thường là người ta fix luôn cái dây mát đi chung, còn lại cái dây nóng nó đi qua cái automat. Nên là mình nghĩ cái việc đảo chiều cực ở ngoài nó cũng ít xảy ra lắm. Cho nên là mình chuyển dây mát đây nó cũng an toàn, sờ dây mát này thoải mái, trừ khi nó chập cháy thì mình sờ và nó mới giật. Thì ở đây cũng có hai cái cánh, riêng cái tủ này có hai cánh, cái khoang này nó có hai cánh. Đấy, thì bây giờ ví dụ mình mở cái ngăn bên này thì cả tủ nó sáng, mình phải chấp nhận thôi. Thì ở đây mình dùng hai công tắc, mình bắt buộc phải dùng hai công tắc. Thế nếu mà dùng một công tắc thôi, ví dụ dùng một công tắc bên này thì khi mình mở cánh bên này không có công tắc thì nó cũng không sáng, thì bắt buộc phải mở cánh bên này thì mới sáng. Trong khi là mình chỉ cần lấy đồ ở bên cánh bên này thôi mà lại phải mở cả hai cánh. Thì ở đây mình có cái giải pháp là mình dùng hai cái công tắc, cũng công tắc hành trình. Chỗ này nó hơi tối hơi mờ chứ. Đó. Công tắc hành trình. Ở đây mình đấu theo cái kiểu như là công tắc đảo chiều ấy. Đây, các bạn nhìn này. Dây nguồn đi vào này. Đấy, dây nguồn đi vào một công tắc này, sau đó mình lại câu sang cái công tắc còn lại. Đấy, có nghĩa là dây nguồn lúc nào cũng nguồn đầu vào lúc nào cũng có trong hai công tắc này. Đấy. Sau đó thì cái nguồn đầu ra ấy, đây nguồn đầu ra, nguồn đầu ra mình cũng câu nối tiếp giữa hai cái nguồn đầu ra của công tắc này. Đấy, ví dụ như là đây, hơi tối đúng không? Đấy khi mà ví dụ như cái cánh này đóng, tức là công tắc bên này đóng, thì nó vẫn còn cái công tắc bên này, nguồn nó vẫn nuôi công tắc bên này. Đấy, nguồn vào công tắc này, ra công tắc này để ra cái led, à ra cái bộ nguồn. Đấy, tương tự như vậy, ngược lại thì bên này cũng vậy, khi đóng công tắc bên này thì nguồn bên này nó lại nuôi. Đấy, ra led. Đấy, ok, thì đấy là cái tủ bếp của mình. Đấy, các bạn xem, đây là cái tủ quần áo, xin lỗi. Đấy, và ngoài ra mình cũng câu thêm một cái công tắc ở đây nữa để khi mở cánh bên này thì nó cũng sáng. Tuy nhiên là mình chưa đấu được cái thanh led nào này. Thanh led đây, mình chưa đấu được, mình vì chưa tìm được cái rắc cắm của nó. Mình muốn đấu cái rắc cắm cho nó tiện chứ không hàn chết. Ok, là cái tủ giày của mình. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái tủ quần áo nhé. Ok, đây là cái tủ quần áo của mình. Tủ này thì dùng cánh trượt chứ không phải cánh mở. Đấy, các bạn thấy không? Mình mở cánh ra cái là đèn nó tự động nó sáng. Đóng vào. Đấy, tắt. Mở ra. Đấy. Thì ở đây là do mình cái tủ của mình nó là cánh trượt nên là mình không bố trí được cái công tắc hành trình kia. Nó rất khó bố trí tại vì là hai cánh nó chồng với nhau như này. Thì công tắc hành trình nó không bố trí được. Mình đã nghiên cứu rồi nhưng mà không giải quyết được cái vấn đề này. Đấy, thì ở đây mình giải pháp của mình là dùng một cái đèn cảm biến. Đèn biến đây, các bạn để cái đèn cảm biến này. Cái này cũng của hãng Carini đấy. Đấy. Đây. Mình sẽ dùng cái đèn cảm biến này để mình chế làm cái công tắc luôn. Thì ở đây thực ra là người ta đã thiết kế sẵn rồi. Đây, cái đầu cảm biến của nó đây. Đấy, khi mà có vật che cái này vào thì nó sẽ ngắt điện, đóng điện, công tắc dơ le nó sẽ đóng. Và khi mà mở tấm che ra thì công tắc nó sẽ mở để cấp điện cho đèn này sáng. Đây, có cái dây này là cái dây nguồn đầu vào của nó. Đấy, thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cách đấu như nào để tận dụng cái công tắc cảm biến này của cái đèn này để phục vụ cho cả cái đống giải led này của mình.
Đây, led của mình câu. À. Tất cả các ngăn đều có led. À. À. Tất cả luôn. Ok. Thì đây các bạn để ý này. Khi mà đóng cánh tủ đóng vào thì nó sẽ che cái cảm biến này. Đấy. Thì đây nó tắt. Đấy. Và khi mở cánh tủ ra. Đấy, nó tự động nó bật lên. Bạn thấy không? Mỗi một cái đèn này mình mua thì mình mua là khoảng đâu đó 200.000 thì phải. Lâu lâu rồi không nhớ, 200.000. Khoảng 200.000 một cái đèn như này. Đấy. Mình mua 4 cái thì phục vụ cho hai cái tủ của mình, thì mỗi cái tủ là có 2 ngăn. Thì cũng phải chia độc lập nha. Đấy. Mỗi một bên cánh là sử dụng một cái đèn, một cái đèn cảm biến như này. Chứ không dùng chung. Dùng chung thì mình khi mà mình mở cánh bên này thì đèn của cái khoang bên này nó cũng bật thì cũng không hay. Đấy, ở đây mình cũng đấu riêng một cái đèn công cảm biến này. Đấy, hai cái ngăn độc lập nhau. Rồi ở bên kia mình cũng có một cái tủ nữa thì mình cũng làm tương tự như bên này. Đấy, các bạn thấy. Đấy. Ok. Rất là sáng khi mở tủ lấy đồ đạc sáng nhìn nó vẫn sướng. Chết chết lợn đâu nhiều này. Két kiếp khóe hết rồi này. Ok. Đấy. Thì lát nữa mình sẽ mổ cái đèn cái ra để mình sẽ giới thiệu cách đấu cho các bạn. Nó cũng đơn giản, nó không có gì phức tạp lắm đâu. Cái này cũng có một cái hạn chế là nguồn lúc nào cũng nuôi nó. Lúc nào đây, bộ nguồn mình lại giấu đây. Đó. Giấu một nguồn đây. Cái nguồn lúc nào cũng phải nuôi cho nó chạy 24/24. Nó cũng một tốn điện, hai là cũng hơi nguy hiểm. Cứ chạy 24/24 này cũng hơi nguy hiểm. Thì không có cách nào khác. Tại vì dùng cái cảm biến kia ấy thì bắt buộc phải có nguồn nuôi cho nó. Không có cách nào khác, phải có nguồn nuôi. Đấy. Trừ khi dùng cái công tắc hành trình để đóng mở cái điện 220 thì mới không cần nguồn nuôi. Đây thì mình có một cái giải pháp là mình dùng một cái timer này. Đấy. Hơi loằng ngoằng. Mình thích nghịch ngợm với cái trò này. Dùng cái timer này để hẹn giờ. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ mổ cái đèn này ra để chế cái công tắc. Đây có 4 con ốc. Đây là cái đầu cảm biến này. Bạn thấy không? Đầu cảm biến. Cảm biến này là một cảm biến phát và một cảm biến nhận. Biến tiệm cận gì đó. Ok, đây là cái tấm meca để che cái ánh sáng là đỡ chói. Đây là mạch led. Mình sẽ lấy cái mạch led đó ra. Đây là cái mạch của nó. Ok. Thì đây là cái dây cấp nguồn đầu vào, cực dương, cực âm. Dây cấp nguồn đầu vào. Đấy.
thì mình sẽ câu hai cái dây đầu ra của nó. Đây các bạn để ý này, đầu ra của nó là cực, đầu ra là hai cái cực này, đầu ra là hai cái cực này. Đây là cực dương và đây là cực âm. Thì mình sẽ hàn hai cái dây đó ra, dẫn ra ngoài. Đấy, hai cái dây nối vào hai điểm này, nối dẫn ra ngoài để đấu vào các cái led ở ngoài, các cái thanh led ở ngoài. Thì khi mà cảm biến này nó bật thì nó sẽ cấp điện cho ra hai cái này. Đấy, nó sẽ dẫn đến cái cụm led này, này. Hai cái mạch này các bạn để ý đây, nó sẽ dẫn đến cái cụm led này. Đấy. Đây. Dẫn đến cụm led này. Đấy. Còn đây là đầu vào này. Đầu vào nó sẽ đi như này. Đấy. Đây là cực dương. Dương của đầu vào. Đấy. Còn đây là cực ra. Điện áp ra. Điện áp vào này. Rất đơn giản. Bây giờ các bạn sẽ hàn hai cái dây ở hai cái điểm đầu ra này và dẫn ra ngoài, thế là xong. Còn cái đầu này là đầu cấp cấp nguồn vào 12V. Để mình thử cấp nguồn cho nó, test thử cho các bạn. Cực dương nó đã sẽ là dây trắng đen này. Cực dương mình sẽ đấu cực dương, cấp nguồn cực dương cho nó. Đây là cực âm. Mình chưa đúng cực cái sao, mình sẽ đổi lại. Đấy. Đây. Sẽ che cái cảm biến lên mà sẽ tắt này. Đấy. Bỏ thời gian nó sẽ bật này. Đấy, nó sẽ cấp nguồn cho led này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đấu hai cái dây này dẫn ra thôi, rất đơn giản, luồn ra ngoài. Ok. Ok. À, hôm nay mình đang bị sổ mũi một chút. Rồi, ok. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Chúc các bạn thành công. Các bạn mua cái đèn led này và về chế thôi. Giá của nó là 200.000. 200.000 một cái đèn như này. Ok. Xin chào và hẹn gặp các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Like và chia sẻ video để xem những video mới hơn. Xin chào.